Ủy ban Nhân dân huyện Hạ Hòa vừa tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng các đơn vị công nhận mới và công nhận lại trường chuẩn quốc gia năm 2025. Huyện Hạ Hòa hiện có 65 trên 73 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 91,7%. Năm 2025, huyện Hạ Hòa phấn đấu công nhận mới 4 trường học đạt chuẩn quốc gia và duy trì kiểm tra công nhận lại 13 trường học đạt chuẩn quốc gia. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Hạ Hòa đã thực hiện kiểm tra, đánh giá tại 4 trường mầm non, tiểu học có kế hoạch xây dựng chuẩn mới và 4 trường mầm non, tiểu học công nhận lại với các nội dung 5 tiêu chuẩn theo quy định của trường đạt chuẩn quốc gia. Qua kiểm tra đánh giá, lãnh đạo huyện Hạ Hòa ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các nhà trường trong công tác xây dựng, duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia. Đề nghị các trường làm rõ những thuận lợi, khó khăn để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đối với trường công nhận mới. Đối với các trường học đã đạt chuẩn mức độ 1, cần rút ra bài học kinh nghiệm của 5 năm qua, khắc phục khó khăn, hạn chế để đảm bảo duy trì đạt chuẩn mức độ 1 và phấn đấu đạt mức độ 2 trong giai đoạn tới.